Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt chuỗi cung ứng sản phẩm Việt sạch năm 2022 với sự phối hợp của công ty Ba Huân, khởi đầu cho 28 điểm kinh doanh của các hội viên phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hoạt động này cũng nằm trong đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của quận Bình Thạnh ngoài việc định hướng đổi mới hoạt động đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu hội viên phụ nữ quận còn giới thiệu việc làm gắn với các mô hình khởi nghiệp phát huy các ý tưởng kinh doanh tiềm năng dựa trên đổi mới sáng tạo qua đó giúp hội viên phụ nữ có cơ hội đảm bảo thu nhập đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống